Nếu đi làm lương 5 triệu một tháng thì một năm kiếm được 60 triệu, 10 năm kiếm được 600 triệu và 30 năm thì em kiếm được 1 tỷ 8 đúng không? Và em thấy rằng là như thế thì có đáng hay không? Còn nếu là anh thì anh sẽ không chấp nhận một cuộc sống như thế. Chính vì vậy anh sẽ cho em hai lựa chọn. Một là em chấp nhận kết quả đấy. Hai là em phải thay đổi. Nếu mà em chấp nhận đến kết quả đấy thì thôi, quên cái câu chuyện này đi. Còn nếu mà em muốn thay đổi thì phải thay đổi ngay, thay đổi càng sớm càng tốt. Nhớ này, lựa chọn thì bao giờ cũng quan trọng hơn nỗ lực. Và đừng có nghĩ là mình chấp nhận sống như thế là nhả nặng. Bởi vì dù cho em có làm bất kỳ một công việc nào đi nữa, nếu thu nhập của em không cao, và sau này ấy, khi mà vợ con em cần ăn, bố mẹ em già cần phải chăm sóc, mà em không có tiền ấy, thì nó vất vả và cơ cực trăm đường luôn. Mà tầm đấy muốn thay đổi chưa chắc đã thay đổi được. Vì sao? Vì có thể khi đấy em đã già rồi và không còn có nhiều cơ hội nữa. Hoặc là do em có quá nhiều gánh nặng phải lo thì em cũng không thể thay đổi được. Cho nên đằng nào cũng phải thay đổi, đằng nào phải nỗ lực đúng không? Thế thì chúng ta hãy nỗ lực và lựa chọn ngay từ bây giờ. Bởi vì với một lựa chọn sáng hơn, sáng nước hơn thì kiểu gì cũng sẽ có một cái kết quả tốt hơn. Bản thân anh đấy, dù bây giờ anh đã hơn 30 tuổi, gần 40 tuổi rồi, anh vẫn đi xây kênh TikTok, anh vẫn bán phôn phàm và anh làm rất nhiều những cái dự án khác nữa. Mỗi khi mà anh lựa chọn một cái dự án ấy, thì anh cũng sợ thất bại. Và nhiều khi dù anh biết là có thể sẽ bị thất bại, nhưng mà nếu mà không làm thì sao mình biết được nó có thành công hay không? Và bước đi rồi thì mới biết rằng là nếu mỗi chúng ta lựa chọn và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình thì mọi thứ về sau này nó sẽ hội tụ, nó giúp chúng ta nhé. Khi mà chúng ta tập trung vào mục tiêu thì chúng ta sẽ nhận ra được cái gì mà mình cần học. Rồi chúng ta sẽ nhận ra được ai là người có thể giúp được mình. Đến cả những cái thất bại nó cũng sẽ giúp chúng ta nhé. Ngày xưa khi mà anh mới khởi nghiệp, khi mà anh mới bắt đầu chạy quảng cáo để bán sản phẩm, để bán hàng ấy, thì ngày nào anh cũng lỗ. Và cái việc lỗ nó trở thành thói quen luôn ấy. Và vì mình lỗ nhiều thế, mỗi một lần lỗ như thế thì nó được hiểu như là một lần thất bại rồi. Nhưng mà những cái thất bại đó thì nó lại giúp cho mình có được những thành công sau này. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một khi mà mình bị thất bại như thế thì mình cần phải xem xét lại, ô content, nội dung mình làm như vậy có đúng hay không, có ok không, có vào insight khách hàng hay không, rồi chính sách bán, rồi kịch bản chốt sale như vậy thì có ổn hay không. Thậm chí là kể cả sản phẩm cũng thế, cũng đôi khi là phải bỏ cả sản phẩm, bởi vì có những sản phẩm nó không phù hợp với cả cái nhu cầu của khách hàng thì phải bỏ ấy thôi. Và thông qua nhiều lần thất bại như thế thì mình lại có một cái kinh nghiệm. Và khi mà mọi thứ nó hội tụ đủ từ kinh nghiệm, kiến thức cũng như mối quan hệ thì mọi thứ nó sẽ khác tự đến thôi. Và nhớ là chúng ta chỉ thất bại khi mà chúng ta dừng lại thôi, chứ còn không có cái công việc nào, không có cái lựa chọn nào mà nó tốt mà nó ngon ngay từ đầu cả. Nó chỉ thành công và nó chỉ có kết quả tốt khi mà chúng ta không ngừng làm tốt hơn mỗi ngày thôi. Còn tất cả các dự án mà anh làm và có thể thành công thì đều vận hành theo quy luật như thế thôi. Và nhớ là giàu sang hay nghèo hèn ấy, nó chỉ khác nhau ở mỗi cái việc đó là có dám nghĩ lớn và làm lớn hay không thôi. Chúng ta chỉ có vất vả, chỉ có khổ sở khi chúng ta không có tiền. Còn nếu mà chúng ta có tiền thì muốn cái gì được, muốn cái gì được.